Người ta hay nói, học tài nhưng thi phận, cày cuốc ngày đêm nhưng kết quả vẫn cứ xem, rồi đổ lỗi cho số phận. Tôi thì nghĩ, kết quả thi chỉ là sự phản ánh chân thật về quá trình ôn thi hay sự chuẩn bị của bạn. Những mẹo ôn thi trong video này sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất từ quá trình ôn thi cho tới lúc đi thi và thi xong. Miến chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn ghé thăm kênh YouTube Việt Discovery Channel, phát sóng trực tiếp vào 20 giờ mỗi tối, nơi chúng ta sẽ giải mã tường tận những bí ẩn thú vị về lịch sử, văn hóa, con người của đất nước hình chữ S. Sau đây chúng ta sẽ cùng giải mã trọn bộ bí kíp 23 mẹo trước khi thi và checklist đi thi từ A tới Z. 1. Viết tất cả lịch thi, ngày giờ và địa điểm thi ra giấy. Nghe thật là lạ, song kể cả những kỳ thi quan trọng nhất vẫn có những người quên lịch thi đấy. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, hãy làm ngay từ bây giờ. Hãy đánh dấu những ngày thi dự kiến lên một cuốn lịch. Cảm giác đếm từng ngày cho tới giờ G sẽ giúp bạn gia tăng đáng kể cảm hứng ôn tập đấy. 2. Nếu mai thi rồi thì hãy nghỉ ngơi. Không phải ngẫu nhiên mà ông Fujio lại có mẩu chuyện về bánh mì trí nhớ trong Doraemon. Việc học nhồi nhét thường sẽ không hiệu quả như bạn tưởng đâu, thậm chí còn gây hại cho não bộ đấy. Và quan trọng là ngủ thật sớm. Một giấc ngủ dài không những giúp bạn tái nạp năng lượng mà còn giúp bộ não sắp xếp thông tin hiệu quả. 3. Hình dung về một kết quả tuyệt vời. Khi ngủ hoặc bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nghỉ giải lao sau khi ôn, hãy nghĩ tới cảnh bạn tự tin bước vào phòng thi, mở đề ra và thấy toàn những câu thật quen thuộc hoặc có một số câu khó nhưng bạn nghĩ ra được. Việc này không những giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn kích hoạt luật hấp dẫn. 4. Dậy sớm hơn bình thường. Ở đâu có oxy, ở đó có sự sống, có năng lượng. Hít thở không khí buổi sáng sẽ giúp bạn có tinh thần sảng khoái và quan trọng hơn là bạn sẽ không bị vội vàng. Do vậy, hãy đặt đồng hồ sớm hơn bình thường hoặc tốt nhất là đi ngủ sớm hơn và tự nhiên bạn sẽ dậy không cần đồng hồ. 5. Ăn sáng với những món quen thuộc. Đừng dại dột thử những món mới lạ để lấy may. Hãy ăn những món bạn cảm thấy tin tưởng, hơn nữa cơ thể cũng đã quen xử lý chúng rồi. Nhiều bạn ngại chuối, nhưng thực ra đó lại là một loại quả cực kỳ tốt cho não bộ và tinh thần đấy. Là một quả chuối trước khi đi thi thật ra lại là lựa chọn vô cùng khôn ngoan. 6. Kiểm tra hai lần mọi thứ cần mang. Trước khi ra khỏi nhà, hãy kiểm thật kỹ, thước kẻ, compa, kê ke, máy tính, bút vân vân. Bạn nên có một danh sách để kiểm những thứ này. Và mẹo nhỏ là mỗi thứ nên có tối thiểu hai cái để dự phòng khi gãy mất, hoặc đơn giản là để làm quen với một ai đó đang cần chúng. 7. Cố gắng đến phòng thi thật sớm. Có thể có rất nhiều thứ có thể xảy ra như tắc đường, xịt lốc vân vân, nên tốt nhất hãy đi thật sớm để hạn chế rủi ro. Hơn nữa, tới phòng thi sớm, bạn cũng có thể tranh thủ làm quen với thực địa để tự tin hơn. Thậm chí bạn có thể đến phòng thi nhiều lần từ hôm trước để có cảm giác quen thuộc như ở nhà. 8. Tránh xa những người lo lắng. Một người ngáp, ai đó nhìn thấy và cũng ngáp theo. Năng lượng tiêu cực cũng có tính chất lây lan như cái ngáp. Nếu quanh khu vực phòng thi có những gương mặt trầm tư, lo lắng, căng thẳng, hãy tránh xa họ để giữ cho bạn cảm xúc tích cực. Một là bạn kiếm chỗ nào đó thoáng mát, hai là có thể làm quen với những gương mặt đầy tự tin. 9. Đi vệ sinh trước khi vào phòng thi. Trong lúc thi, từng giờ từng phút đều quý giá. Điều này không những giúp tránh lãng phí thời gian mà còn giúp bạn tỉnh táo hơn. Thật đấy, một trong những tác dụng của khí NH3 là giúp tỉnh táo. Đây là mẹo mà Papa của Fujitsu đã truyền lại, áp dụng từ lớp 1 cho tới thi đại học, lần nào cũng hiệu quả. 10. Viết tên ngay khi được phát giấy thi. Đây là điều rất cơ bản, nhưng hàng năm đều có không ít người quên làm nó. Và tốt nhất là hãy cứ cẩn thận, đừng trở thành một trong số những người hiếm hoi như họ. Hãy viết ngay tên của bạn vào giấy thi thật đắn nót, vì đó cũng là thứ mà người chấm nhìn thấy đầu tiên. Hãy gây ấn tượng với họ. 11. Đọc đề một loạt và ước lượng thời gian trước khi làm. Hãy dành thời gian đọc một lượt, đánh dấu các câu theo mức độ khó dễ và ước lượng khoảng thời gian làm chúng. Điều này rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian hợp lý, tránh bị hết giờ. Bạn có thể phân loại theo A, B, C. Với A là những câu dễ, làm ngay, ăn ngay. B là những câu bé bự xong bạn đã có hướng làm, xong có thể hơi dài, để làm sau. C là những câu khó, làm được thì tốt, không làm được không sao, hãy để cuối. 12. Bắt đầu bằng câu dễ trước để có cảm hứng. Nếu như bạn đã thực hiện bước phân loại bên trên, thì mẹo này sẽ được thực hiện dễ dàng. Một mẹo cực độc đáo là nếu thi tự luận, đó là làm mỗi một câu trên một mặt giấy, vừa giữ được thứ tự, vừa tự do thích làm câu nào trước thì làm. Nếu là người chấm, tôi cũng rất thích thí sinh nào làm như vậy. 13. Đọc đề ít nhất 2 lần và khoanh từ khóa. Bộ não có một xu hướng thấy những thứ nó muốn thấy,
nếu bạn chỉ đọc ngất thì rất dễ bị lừa. Bạn có nhận ra có tận 2 lỗi lặp từ ở câu vừa xong không? Việc này giúp bạn tránh lạc đề hoặc bị sót mất thông tin quan trọng. Hãy đọc đề ít nhất 2 lần, gạch chân các thông tin quan trọng. 14. Hãy nháp một cách khoa học. Hãy đem thật nhiều nháp và đừng ngại dành cho mỗi câu một mặt giấy để nháp. Làm như vậy, khi cần quay lại một câu nào đó bạn sẽ thấy vô cùng dễ dàng để tiếp tục mạch suy nghĩ ban đầu. Mẹo độc đáo này tôi học được từ một anh bạn đạt 9 trên 10 điểm thi đại học môn toán đấy, và nó giúp tôi đạt 9.7 năm trên 10. Ha ha. 15. Nếu quên kiến thức, hãy tập kích não. Hãy lấy nháp và ghi ra tất cả những từ khóa bạn nhớ được. Bộ não sẽ tự liên kết lại và dần nhớ ra. Hoặc bạn có thể tĩnh tâm để cho những lo lắng căng thẳng lắng xuống, để bạn nhìn thấy những thứ đã quên một cách rõ ràng. Một vài hơi thở sâu tuy đơn giản song lại vô cùng cần thiết vào lúc này. 16. Đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu. Hãy luôn ấn định thời gian dành cho một câu nào đó và bấm giờ. Nếu bạn đã quá giờ cho nó khá nhiều, tốt nhất là nên tạm dừng và dành thời gian cho những câu khác. Hãy nhớ, bạn sẽ không đủ thời gian để làm tất cả, nhưng bạn luôn có đủ cho những thứ quan trọng. 17. Nếu thấy căng thẳng, hãy thư giãn. Đơn giản là nhắm mắt, hít vài hơi thật sâu, rồi hít thở một cách tự nhiên và cảm nhận những cảm giác trên gương mặt bạn. Rồi bạn sẽ thấy nhịp tim của mình dần dần chậm lại. Chỉ mất vài giây thôi nhưng bạn sẽ thấy đỡ hơn nhiều đấy. 18. Hãy tập trung vào bài của mình. Những người xung quanh bạn có thể làm rất nhiều thứ, nhưng hãy nhớ mục tiêu của bạn là hoàn thành bài thi, nên tốt nhất là hãy tập trung. Nếu có ai đó làm phiền, tốt nhất là cứ kệ họ, đừng phản ứng gì cả, rồi họ sẽ sớm bỏ cuộc mà thôi. Đây là kinh nghiệm xương máu. Kỳ thi là thử thách của bản thân mỗi người, đừng cảm thấy tội lỗi nếu ai đó hỏi bài mà bạn lờ đi. 19. Uống nước ít nhưng đều đặn. Khi bạn cảm thấy trí nhớ mình mù mờ hoặc đơ đơ, thì rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy bộ não đang thiếu nước. Nên để tránh tình trạng này, hãy mang một bình nước nhỏ vào và uống đều đặn, mỗi lần chỉ cần nhấp môi là được. Đừng uống ở ngực quá nhiều, lại phải xin giám thị ra ngoài mà không cho thi khổ. 20. Tự thưởng cho bản thân mỗi khi xong một câu. Có thể là một nụ cười, một cái vặn vai, xoa bóp lòng bàn tay, hoặc đơn giản là một ngụm nước. Việc vừa làm vừa nghỉ như vậy sẽ giúp giữ tinh thần phấn chấn trong suốt quá trình làm bài thi. Tự thưởng bản thân là một mẹo đơn giản, song rất ít người làm đấy nhé. 21. Nếu thi viết, hãy lập dàn ý và bấm đồng hồ cho từng phần. Có bao giờ bạn đang viết tới nửa thân bài và ngẩng đầu lên thì thấy sắp hết giờ? Đó là do chúng ta quá trau chuốt những ý đầu tiên. Cho nên tốt nhất là bạn dựng dàn ý, bắt đầu viết và bấm giờ từng phần để tránh lan man. Nếu giỏi can ke, bạn có thể để khoảng trống ở những chỗ bí và một lát sau viết tiếp phần đó sau. 22. Nếu làm xong bài sớm, hãy cứ ngồi trong phòng thi. Việc làm bài xong sớm rồi nộp trước những con mắt thán phục có thể khiến bạn thấy sướng một lúc, nhưng có thể cũng khiến bạn đau khổ dài dài khi về nhà mới phát hiện ra mình mắc một vài lỗi ngơ ngẩn. Hãy cứ cẩn thận, đừng bao giờ ra khỏi phòng thi quá sớm. Hãy dành thời gian đó rà soát lại bài thật kỹ, đặc biệt là những chỗ cơ bản. 23. Cuối cùng sau khi thi xong, hãy cứ ăn mừng. Dù kết quả có như thế nào, thì bạn cũng đã vô cùng nỗ lực trong suốt những tháng ngày vừa qua. Đó mới là điều quan trọng. Hãy nhớ, một, thậm chí vài bài thi không phải là cả cuộc đời bạn. Quan trọng nhất là sự trưởng thành của bạn qua mỗi một thử thách, chứ không phải là kết quả của thử thách đó. Quan trọng là những gì bạn rèn luyện được qua quá trình ôn thi, chứ không phải là điểm số nhé. Kênh xin kính chúc các bạn sĩ tử gặp nhiều may mắn, mã đáo thành công. Đừng thành công nhân là được. A hi hi. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh YouTube Việt Discovery Channel để không bỏ lỡ những video hay nhất và cùng chúng tôi khám phá kho tàng kiến thức về đất nước, con người Việt Nam bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.